Dạ có chứ, con hạ một lưỡi. À mà cậu hạ đứa được, nó đi sớm nó đúng rồi đó. Ôi, cái chồng lấy nhiều. Ấy, kim, kim trò xíu đưa ra. Giống ra. Còn nó con đi sớm là không bị sưng. Mà con toàn đầu đen không, nó do địa trị á. Không kim đâu, cứ đón. Rồi lần nó trắng khô, có sạch, cái mụn mụn. Chịu khó nghe, dạ. Dù đau được là chịu đi, nó cũng đau lắm. Cái đường đau do cái mụn mình như cái nướng đa sản này, nhưng mà chịu khó hơn nạn cho mấy cái nướng về tái cũng xài phái xuống đây đa xí cháy cho để lau lẫn rổ nữa đa này vẫn không đa nữa hết rồi. Ừ, chịu khó luôn, làm kỹ tao nhanh hết. Con cháu còn mình có mụn đồ đen nhiều không, bị uống đây sớm này nó không có bị ra cái mụn mụn như thế để lau vẫn ra đứt đó con, chứ mà liền nó cái mảng trắng tinh đó. Thì nó ở quê đó hồi xíu. Ừ, bà mua phàn thuốc để đi. Coi như lúc đi không được, cũng có sức, cũng đỡ viêm đó mà, cũng đỡ rổ. Còn đi không được nữa thì điện ra gửi vô cho hỉ. Gửi vô vô điện nữa. Ship hoặc là vô hành tiết kiệm ship vô cho khỏe. Dù khi vẫn đỡ là hai ba đây mình sức đây mình được, mà cái mặt cũng đỡ mù lắm. Để rổ sưng lại bao là từ đầu cực tốn công. Như con kiều ấy, xíu ngày hầu tuần bao một hai lần mà cũng hết trơn mùa rồi đó. Cái chơi là tuần nó bao lần nó hết này. Đợt nó bị mụn đỏ miếng. Con đi con hạt cái máy nào. Dạ mùa ngọt. Cái ông rửa nó không lo trời ơi, mới mùa giờ nó không trống cho cái mùa mũ nữa nè, mùa khô trước. Nếu bị đi là đi ngay chứ không phải gì thấy xẹp xẹp cái không đi lẫn sân đó. Ừ. Không canh giờ đi sớm hơn giờ hè đó là ok, ông nằm ta.
Nhưng có ngồi quần mua rồi quần sơn trà. Trà bao nhiêu trời luôn. Đi còn Phước à. Đi còn Phước qua tăng dị. Dạ đúng rồi. Ừ đi nó chân dị để nó sai cổ. Điện sắp là cái mụn nó sạch nhanh lắm xuống. Nhi hả? Nhi ngồi đó đợi đây. Nó ăn chưa nó bo? Dạ. Ăn chi? Uống mắm nè. Dạ. Chị thường ăn uống mắm rồi chịu. Bây giờ bánh nước. Bánh thịt nướng của gì nữa đó. Cái gì vậy? Chứ qua mình vô chờ mua bánh nước ăn. Được ôm trong video nữa. Túi mới con đẹp à? Dạ mua mới hồi sáng đi. Thế? Mới hồi sáng đi. À hồi sáng một túi cũng mới đẹp. Trà nó quá là nặng nhiều lắm, mình đâu không làm nhiều lắm. Sáng xíu là khổ thân. Biển bao giờ ai không đùng thế
Vâng vâng. Thì không biết mà đón giữ hộp ở đây, cái hộp nó gì lủng mày quá nè, bao thức chấm như vừa kỹ đừng có cho đụng vải gửi được mua đón giữ cái kỳ hủy bầu hộp nó đắt rồi. Nó mua tháo tiền cho họ với tiếp đi rồi à, ra thu tiền đi xong rồi tháo rồi. Ừ, 70 thôi. Nghe đứa không còn hai một đứa đó. Một đứa ăn bằng trong như nào cái giường được không? Để gấu lên xếp cái nào đó, không sao rồi. Cho ảnh đi bao đầu. Dạ. Xong nói gì?